Ôi, thời tiết mấy ngày hôm nay sao mà khó chịu thật. Bo ơi, cậu có ở nhà không? Cả người cậu chảy mồ hôi như tắm kìa. Ừ, tớ khát nước quá. Ý, để tớ đi lấy nước cho Bin. Bo này, cậu phải cho thêm đá vào mới mát. Ừm, vậy để tớ lấy đá. Ớ, sao nay mình bị dính vào đá vậy nhỉ? Hích, đau quá. Chắc mình phải tự đi mua một ít đá thôi. Bo ơi, tớ đợi cậu lâu quá, tưởng cậu bỏ tớ rồi chứ. Nhưng Bồng Ngô có cái thăm chúng ta này. Hay, tớ vừa ra ngoài mua chút đá ấy mà. Cậu làm gì mà phải thở dài ra thế? Chẳng nhẽ tủ lạnh của cậu bị hỏng? Thật ra là cũng lâu rồi nhà tớ không dùng đến đá trong tủ lạnh, nên nó đã bị đông cứng lại, rất khó lấy. Tớ đã chạm tay vào một viên đá để cố bẻ nó ra, nào ngờ tay tớ bị dính chặt vào, rứt ra thì vô cùng đau đớn. Ủa, sao lại thế được nhỉ? Ha ha, hóa ra là vậy, tớ hiểu rồi. Viên đá trong tủ lạnh có nhiệt độ -40 hoặc -50°C, hoàn toàn khô bề mặt. Nhưng khi các cậu bốc viên đá ở trong tủ lạnh ra, nhất là những viên đá để lâu trong tủ, thì ngay lập tức lớp nước và da ở bề mặt của vùng tay tiếp xúc cũng nhanh chóng bị mất nhiệt. Và nhiệt độ ở bàn tay có thể bằng với nhiệt độ với viên đá. Tuy nhiên, hiện tượng này không thể xảy ra khi cậu bốc những viên đá đã bị chảy nước. Vì khi đó, lớp nước giữa viên đá và nước ở tay khá lớn. Do sự luân chuyển của hai lớp nước này khiến chúng không thể trở về 0°C để mà đông cứng và trở nên kết dính. Tớ đã hiểu rồi, cảm ơn Bóng Ngố. À, này các cậu, hay là khi nào chơi xong, chúng ta cùng giúp Bo dọn dẹp ngăn đá đi. Để lần sau đến chơi thì Bo sẽ có sẵn nước mát cho chúng mình uống. Đồng ý,